chào năm mới, các em muốn làm gì nào? Cô mời cháu. Dạ, em thích lọc học giỏi. Lọc học giỏi đúng không? Dạ. Còn bạn nào nữa không? Em. Cô mời Dũng. Em muốn lọc sức khỏe. Vậy còn bạn nào nữa nè? Dạ, em. Mời em. Dạ, em muốn lọc là không bị điểm không nữa. Thôi, cả lớp im lặng. Nếu mà muốn lọc như vậy thì chúng ta phải làm gì? Đi hái lọc. Đi hái lọc đúng không? Nhưng mà lọc ở đâu mà hái? Ở ngoài kia có nhiều cây lắm, lá còn là cong bẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Không được, không được. Không được như vậy, không được thấy cây là bẻ như vậy đâu. Như vậy là không có tốt. Sẵn ở đây cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện cổ tích. Bác Tiều Phu tìm lộc. Wow, cây này to quá. Chặt về, bán, lấy tiền mua đồ ăn ngon cho Tết rồi. Sợ mày nè, tao phải lại mày nè. Nè, tao lại mày. Tao quá lại mày đi. Tao lại mày. Ông ơi, ông Lâm đừng lại con, nó có bổ đầu ông á, ông ơi. Gì vậy? Dạ. Tại sao chặt cây hoài vậy? Dạ, con là Tiều Phu, con phải đi chặt cây chứ con chặt cái gì bây giờ? Trai hay gái đây? Dạ, gái rặt. Con gái mắc gì làm Tiều Phu? Trong rừng này đâu có cấm Tiều Phu không được làm gái. Nhưng mà tại sao hôm nay là ngày Tết, không ở nhà đi, xách hàng lên đây chém ta? Dạ con đâu có xách hàng chém ông. Đó. À cái này cây rìu. Cây hàng. Cây rìu. Ta kêu không được nên kêu hàng. Đánh dần theo con nè, yêu yêu. Yêu yêu. Rời yêu riêu quyền rìu. Rời yêu riêu quyền rìu. 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 Ta kêu rìu không được nên mới kêu hàng đó. Hàng, chặt cây. Rìu cưng, rìu. Công lưỡi luôn, rìu. Thấy chưa, nó được mà làm biến hoài à. Thần ơi thần, thần thông cảm đi thần. Gì vậy? Kêu ta là gì? Dạ thần. Ta không phải là thần. Kêu thần ta tổn thọ. Dạ. Chứ ông là ai? Chàng Tinh. Hả? Chàng Tinh. Làm gì vậy? Nó dễ thương nhưng mà sợ gì? Giờ muốn sợ không? Dạ muốn. Chàng Tinh. Ê, con sợ rồi mà. Con xin lỗi ông. Con xin lỗi ông. Con xin lỗi ông mà. Biết lỗi được rồi. Đứng dậy đi. Ông cho con lại ông lần cuối đi. Chị, ông lại xong rồi để con chặt cái cây cho tao giết mày qua. Ông ơi tránh ra đi, rìu kiếm vô tình lắm. Thôi, chặt cây hoài vậy? Dạ con làm Tiều Phu mà, ông có cho con chặt cây để con sinh sống chứ. Ông thấy đó, ngày Tết ai cũng nghỉ ngơi hết, có mỗi mình con đi làm mà. Con phải chặt cây để con kiếm tiền, con mưu sinh. Ta hiểu, nhưng ta chỉ còn cây bự này để trú ngụ thôi. Hết cây bự rồi, loài người các ngươi đó chỉ lo chặt cây chứ không hề trồng cây gì cả. Hết cây rồi. Chứng như sợ luôn. Ỷ làm chằn muốn nói gì cũng được á. Quá trời cây luôn, có chiếm cái cây này mới chịu. Cây nào đâu? Lại nó chỉ cho nè. Đâu? Mày nói cây nào đâu? Vậy mà mày không thấy. Hổ. Ý dạ quên vậy mà chẳng thấy. Mà đi coi chỗ ở mới cho mặt quan hỷ lên coi. Mặt vui lên coi. Đã thấy không, mấy cái cây này à? Ê, nói cây đó đó hả? Hả? Cây đó nhỏ xíu, sấm sét mưa gió sao ở vậy? Được, sống được. Đó. Không tin luôn á. Tin đi. Nhà mới đây hả? Dạ. Quơ tay tới nóc nhà luôn, có trời sao ở. Cái nhà này nghe, lỡ mà mưa gió hay sét đánh là chết tôi luôn á. Ăn ở sao trời đánh. Mà xui lắm mới có. Trời. Ấy chà, ấy chà, ấy chà. Đánh dữ hả? Trời đất ơi. Nói rồi, mấy cái chỗ này sét đánh ghê lắm sao mà ở được. Ừ hen. Chưa kể nghe, đứng trong cây này y chang chơi năm 10 vậy đó. Nè. Đố em bắt được anh. Đố em bắt được anh. Đố em bắt được nó đó. Nó chặt cây nữa rồi. Ê, chặt hoài vậy? Đã nói cử đói mà còn chặt hoài vậy? Con không chặt đó thì con đói. Thì con chết. Hay là thà ông phạt cho con chết đi. Trước sau cũng chết à. Con chặt tiếp. Trời đất ơi con nhỏ này, muốn điên quá. Thôi được rồi, chỉ cần ta cho ngươi cái ăn là ngươi không chặt nữa đúng không? Dạ. Đây.
Đây, đây chính là cây lộc no đủ. Những lúc ngươi muốn ăn món gì, hãy nhìn vào cây lộc no đủ và đọc thần chú lộc no đủ. Sau đó gõ vào mâm một cái, món ăn ngươi thích sẽ hiện ra. Xàm, cây nhỏ xíu này với cây này, thấy cây này no đủ hơn à? Ngươi thử đi. Cầm, thích món gì đọc thần chú rồi nói. Gõ vô đâu? Gõ vô mâm. Gõ vô mâm. Đây là cây lộc no đủ. Đập cái mâm. Ê, nước cái mâm người ta. Đọc thần chú đi, để gõ giùm cho. Lộc no đủ ơi, cho tôi. Muốn cái gì? Cái bánh bao. Vậy là từ nay cho đi, con có cây lộc no đủ, con sẽ không đói nữa. Mà không đói thì sao? Con sẽ no. Mà no thì sao? Là con không đói. Mà không đói thì sao? Con sẽ no. Ê, no đói là chuyện của ngươi. Ý ta đã no rồi, có cái ăn rồi, không được chặt cây nữa. Dạ tất nhiên rồi, con đã có cây lộc no đủ, từ nay trở đi con hứa không chặt cây nữa. Ngươi hứa mà ta muốn khóc luôn á. Đừng có chặt cây nữa nghe. Hãy đem cây lộc no đủ này về chăm bón mỗi ngày, ước mơ của ngươi sẽ thành sự thật. Có ngay cái khách dạy xin chồng. Cho một bình rượu. Kêu rượu rồi không kêu thức ăn à? Có rồi. Ta có thấy gì đâu. Xem nè. Lộc no đủ ơi, cho ta một con gà luộc. Sao ngươi làm được chuyện này vậy? Ta có cây thần và cái mâm phép. Ta chỉ cần xin thôi, bất kể muốn ăn cái gì cũng có. Hay dữ vậy? Ừ. À, thiếu chén nước chấm đúng không? Đúng rồi. Cây lộc no đủ rồi, cho ta chén nước chấm. Ngồi, ta lấy rượu cho ngươi uống. Ngồi, ngồi đi. Rượu đây. Nè, kể cho tôi nghe đi. Sao mà có được mấy thứ này vậy? Ừ, có kể không nghe. Được. Thì rượu này sẽ miễn phí nha. Đây, xin mời. Trên tay ta có cái lọc no đủ. Bây giờ muốn cái gì cũng có hết. Có chứ sao không có. Thiệt chứ sao không thiệt. Từ đó tới giờ, con tỉnh có bao giờ gạt mọi người chưa? Thiệt hả? Danh dự luôn. Bây giờ em thích gì? Thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt. Dạ có. Có gì? Bánh chưng bánh tét. Có luôn. Bánh chưng bánh tét vậy ạ. Đúng không? Em muốn gì? Cá lóc nướng chui. Cá lóc nướng chui hả? Nhưng mình ai mà chả biết cá lóc nướng chui. Bây giờ nè. Khoan. Phải biết xếp hàng chứ. Mình phải có văn hóa xếp hàng. Ba người này tới trước, họ được trước. Đợi nha. Rồi bây giờ nha, chuẩn bị. Cây lộc no đủ ơi, món dễ lắm. Thịt kho hột vịt. Ủa, đâu thấy gì đâu. Thịt kho hột vịt. Không thấy gì luôn á. Xào đúng không? Ơi sao thì không thấy gì hết trơn á, trời ơi vậy. Xào quá. Từ đó tới giờ tỉnh tôi có bao giờ xạo đâu. À, chắc cái món của bé bà nó còn mới quá cho nên cái cây lộc no đủ nó không hiểu được cho nên nó không hiện ra. Thịt kho hột vịt mà mới cái gì? Khi nào thịt kho hột sòn mới thì tôi tin. Đúng rồi. Thôi, bây giờ em nhường cho chú trước đi, chú lớn tuổi ha. Dạ. À, món của chú là bánh chưng bánh tét. Cây lộc no đủ ơi, bánh chưng bánh tét nha. Bánh chưng bánh tét. Ủa? Cũng không có luôn. Trời có chừng xạo đúng không? Trời. Sao không có vậy? Nó từ từ đợi nó chút. Cây lộc no đủ rồi, bánh chưng bánh tét nha. Bánh chưng bánh tét.
xạo nè, lừa gạt mọi người nè. Ê, tỉnh, mày đừng có giỡn cho tỉnh. Tao đang ngồi nhậu ở nhà, mày kêu tao ra đây cho tao ăn, giờ không có là mày biết tay tao á. Không phải đâu chú ơi, à, chắc cái món của chú nó mới quá, cho nên nó không hiểu, nó không hiện ra. Mới có gì mà mới, bánh chưng bánh tét mà lại gì. Xạo quá trời luôn. Thôi nhường cho chú em này trước đi ha. À, nãy em nói món gì? Cá lóc nướng chui. Cá lóc nướng chui hả? Ê, đừng có nói cái mâm này mà nó không biết cái món cá lóc nướng chui nữa nè. Biết mà. Cá lóc nướng chui nha. Cây lọc nó đủ. Cá lóc nướng chui nha. Cá lóc nướng chui. Cá lóc nướng chui. Không có luôn, xạo rồi. Nó xạo rồi, nó xạo rồi. Cá lóc nướng chui. Ê, ta xuất hiện mà còn dám giặt hả? Ai vậy? Ê, độc nhãn long à, lâm tặc à, ngươi là ai? Không nhận ra ta hả? Ai? Ta là người Tiều Phu, hôm qua ngươi cho cái mâm vàng và cái lọc nó đủ đó. À, cái gì? Ta ăn đủ luôn nè. Mà sao cái mặt ra nông nổi này? Bởi còn hỏi nữa. Trời đâu. Cá lóc nướng chui. Chú ra đây. Chú ra đây. Người có biết là cả làng đập vô mâm này để xin no đủ. Đập quá trời không có đồ ăn, lấy cái mâm đập vô mặt ta cũng không có đồ ăn luôn. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi nè. Đưa ta thử lại coi. Cây lọc no đủ ơi, ta muốn có pizza. Pizza là gì ạ? Cái món này hiện đại người không biết đâu. Pizza. 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 Ông đập nãy giờ có không? Ông gạt ta thấy chưa? Ủa sao kỳ vậy ta? Cái này ta phải hỏi ông đó. Ê, đừng có chặt nữa, để ta bù đắp cho người cái khác. Thôi. Trời ơi. Đi qua đây. Dạ. Ê nhỏ, tên gì nhỏ? Tỉnh. Chặt cây rất tỉnh luôn á. Đổi tên đi, chặt thi cây. Chặt cây hoài à. Để ta đền cho món quà khác. Ông đừng có gạt ta. Biết. Đây. Cái gì vậy? Đây là cây lọc vàng. Và một con gà mái đẻ trứng vàng. Thiệt không? Xòe tay ra đi. Cây lọc vàng à. Hãy làm cho gà mái đẻ trứng vàng nào. Vàng thiệt ơi. Ê, tỉnh. Hôm nay không ghé quán uống rượu hả tỉnh? Không, tôi phải đem cái cây lọc vàng với con gà đẻ trứng vàng này về dân làng coi. Cụ, bây giờ cụ muốn gà đẻ trứng vàng đúng không? Đúng. Mọi người muốn đúng không? Đúng rồi. Cụ để hai tay vô đít gà đi. Đó. Lọc vàng ơi, cho gà mái đẻ trứng vàng nha. Đó, nó đang rặn đó. Đẻ đi gà. Gà đẻ đi. Đẻ đi. À, mọi người muốn gà đẻ trứng vàng mà phải không? Ủng hộ tinh thần gà đi. Đẻ 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 đi. Vàng đi hả tỉnh? Kỳ lạ. Kỳ lạ thiệt. Kỳ lạ cái gì? Tao kể cho ông nghe, tao không có thêm bớt gì đâu mà kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ mà dân chúng đánh sao mà hai vết bầm nó đều rang vậy? Ông còn giỡn với tôi nữa hả? Tết nhất tới nơi, ông coi tôi không có tiền mua đồ ăn ngon, không có tiền xài, quần áo thì lấm lem, bị dân làng quánh thung ai con mắt còn đuổi đi nữa. Thôi, đừng có lo.
lần này ta sẽ tặng ngươi một món quà mà cả đời ngươi chưa bao giờ dám mơ tới. Đó là một loại lọc mới mẻ có thể đánh bay mọi vết bẩn, biến quần áo nhăn nheo của ngươi trở thành trắng sáng tinh thơm. Không tin, chặt. Thôi, sao mà tin được. Món quà này đó là bột giặt Omo ta lấy từ thế giới hiện đại về tặng cho ngươi mà. Tôi không có tin có loại bột thần kỳ nào mà giặt áo của tôi vừa trắng sáng vừa tinh thơm. Để rồi coi. Wow! Sao hay quá vậy? Ta đã nói rồi, đây là loại bột giặt thần kỳ ta đem từ tương lai về mà. Thơm. Đây là mật tàu. Bột khi giấy lên quần áo thì sẽ không giặt ra. Nhưng hôm nay tôi cho quý vị thấy thế nào là bột giặt thần kỳ. Vậy là sao hả Tịnh? Sao ông lừa tôi từ lần này tới lần khác vậy? Trời ơi, nó đánh xong nó còn đè xuống vắt hơi nữa hả? Đó, cái chậu bông ông đưa đó, lấy chậu ụp vô y chang luôn. Ủa mà ngộ nha, những cái món đồ đó ở đây thì được, mà đem về thì mất hiệu nghiệm làm sao? Chứ không phải ông cố tình ông chơi tôi hả? Làm gì có. Chặt ủa cây. Khoan, ngươi có bao giờ đem những cái đồ ta tặng á đi kể cho người khác nghe không? Không bao giờ. Chặt cây. Có. Có kể trong chủ quán nghe. Tỉnh. Nâng niu cái gì vậy? À, tôi không nói đâu. Trời ơi, nói đi mà. Nói đi, tôi mời vô uống rượu nha. Uống rượu miễn phí luôn á. Uống rượu ngon lắm. Cái bình này ngon lắm á. Đi vô uống rượu. Đây. Chỉ cần ông chủ á thích cái nào biến thành vàng, ông chủ cầm cái cây này chỉ vào nó và nói: tôi là người gian, lập tức món đồ đó nó sẽ biến thành vàng. Tỉnh ơi tôi là người gian, hãy biết cái bình này thành gian. Chuyện này tôi con rồi, tôi không có uống rượu của ông đâu. Ông Trần Tinh nói đúng. Ngươi có bao giờ đem những cái đồ ta tặng á đi kể cho người khác nghe không? Không bao giờ. Giặt cây. Có. Có kể trong chủ quán nghe. Vậy có khi nào chủ quán rượu cố tình chuốc say ngươi rồi tráo những món quà của ta không? Không có đâu. Tôi không nghĩ là ông chủ quán ông làm chuyện đó đâu. Bởi vì ông đẹp trai lắm. Hay quá ha, mê trai quá ha. Mấy người đẹp không có làm vậy, chỉ mấy người xấu mới làm vậy thôi. Ta tặng quà cho ngươi đó. Có thể bây giờ chưa kết luận được chủ quán rượu là kẻ gian, nhưng ta có món quà này tặng cho ngươi. Tặng quà nữa hả? Chặt cây. Thôi, quà này không phải dành cho ngươi mà là dành cho những người gian dối. Đây chính là cây trừng phạt. Nếu là người ngay thẳng cầm cái cây này nói là tôi là kẻ gian thì không sao cả. Nhưng nếu là người gian dối, chỉ cần cầm cây này tôi là kẻ gian, lập tức bị đảo ngược người lại liền.
Đến lúc này thì tôi không thể nào mà giấu được nữa. Chính tôi là người đã đánh cháo cây lọc đo đủ. Khi cho rượu tình uống rượu rồi và trong rượu có thuốc mê à. Con có gà đấy chứ gà. Ê, tỉnh. Hôm nay không ghé quán uống rượu hả tỉnh? Không, tôi phải đem cái cây lọc vàng với con gà đẻ trứng vàng này về Dương làm thôi. Ê, à, tỉnh. Đi vô đây nha, tôi đãi rượu cho uống nha. Hôm nay có bình rượu ngon lắm. Đi. Nên không ta? Đi mà. Nên đi, không? Nên. Nên không? À, tôi vô tình, thấy tỉnh cầm cây lọc vàng với lại ôm con gà. Nên tôi đã mời tỉnh vô quán uống rượu để đánh cháo cây lọc vàng. Con bên bột của tôi. Lúc đó tôi thấy tôi đứng đợi tỉnh vì tôi biết lúc nào tỉnh cũng đi ra con đường này nên tôi đã đánh cháo bông vật thần kỳ đổi thành là bột mì á. Bởi vậy á tôi giặt hoài không ra, cả Dương làng cho tôi được cái mặt giống vậy nè. Tôi xin lỗi mà. Bây giờ trả hết những đồ ông lấy của tôi thì tôi sẽ cho ông không bị chổng ngược. Trả mà, tôi thả tôi đi, tôi trả mà. Mọi người cứ uống đi. Nè, muốn xin cục vàng phải không? Dạ ơi, cho cục vàng nè. Đó, gà cái trứng vàng. Tết nhất mà mình có vàng về xài đi. Dạ, đó, đi tới. Vô nè. Vô nè. Tỉnh à. Dạ. Bay làm gì mà có mấy cái món đồ thần kỳ đó vậy? Bay kể cho ông và mọi người nghe coi. Thôi đâu có được. Con kể cho ông nghe, rồi ông kể cho mọi người nghe sao? Ông hứa không bao giờ nói. Hứa nha. Lộc no đủ ơi, cho ta một bữa cơm. Cho ta một bữa cơm. Ông chàng ơi, ủa cái cây ở đây mà. Ông chàng ơi, ông chàng. Ngươi còn tìm ta để làm gì nữa? Ta hết quà để cho ngươi rồi. Ông ơi, tôi không có xin quà ông. Mà tôi chỉ hỏi ông là tại sao những món quà ông cho tôi á, nó đều mất tác dụng hết. Chỉ riêng có bột giặt Omo thì nó vẫn còn xài. Thì phải rồi, bột giặt Omo là ta lấy từ tương lai đem về tặng cho ngươi, cho nên không bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Còn những món quà khác mất hiệu nghiệm là do ngươi. Tại sao do ta? Ngươi đem câu chuyện ta tặng quà cho ngươi kể cho khắp làng nghe. Họ kéo tới đây rất là nhiều người. Họ đòi ta phải tặng cây lọc, tặng quà cho họ. Con kể cho ông nghe, rồi ông kể cho mọi người nghe sao? Ông hứa không bao giờ nói. Hứa nha. Ừ. Để kể cho ba người mình nghe thôi nha. Ừ. Hứa nha. Sao ông chàng không tặng? Đông quá, phải chi một hai người còn tặng được. Ta đã khuyên họ rồi, lại đừng cố chặt phá giành giật những cây lọc nữa, mà thay vào đó hãy gieo mầm để có thêm nhiều cây lọc để khu rừng này thêm xanh. Khi mà rừng xanh rồi đó thì muôn thú sẽ kéo về đây mà ở. Khi có rừng rồi, con người sẽ có được cuộc sống sung túc mà họ từng mơ ước. Nhưng cuối cùng thì họ phẫn nộ lên, chặt phá đứng cả gốc cây của ta ở. Loài người các ngươi độc ác tàn nhẫn lắm, chặt phá cây vô tội giả. Chẳng biết quý trọng cây xanh thì chẳng trách sao loài người các ngươi cứ phải hứng chịu những thiên tai nặng nề đang xảy ra. Các ngươi đâu biết, khi lũ thượng nguồn đổ xuống, không còn cây xanh để cản dòng lũ. Khi tâm bão đi qua, không còn cây xanh để cản sức gió nữa. Trách ai bây giờ? Là do loài người tàn độc các ngươi đó. Thôi, bây giờ ta phải đi. Đi tìm nơi nào có cây để mà sống. Mà không biết nơi nào còn cây nữa. Ông chàng, ta có quà tặng cho ngươi. Tôi không nhận quà đâu. Đây là những hạt mầm, những hạt mầm cuối cùng của ta. Ngươi đã từng phá rừng, thì bây giờ ngươi phải gieo mầm để được nảy lọc. Ngươi phải chuộc lỗi của mình ngay từ bây giờ. Cầm lấy. Cây mất là do nghiệp của ngươi.
Bây giờ có túi hạt mầm này rồi thì đầu năm mới có lộc hay không là do ngươi đó. Cứ vậy nha, đem mầm cây qua đây, mình sẽ giặt đồ miễn phí cho, coi như là lộc Tết xanh đó mà. Và sau đó, người tiều phu cùng với dân làng gieo những hạt mầm trong ngày xuân. Họ xem đó như là lộc may mắn đầu năm. Sau khi các con nghe được câu chuyện này, thì các con có còn muốn hái bẻ lộc nữa không? Yeah. Đúng rồi. Thay vì chúng ta bẻ lộc thì chúng ta hãy cùng nhau gieo lộc nha. Yeah. Sau đây cô sẽ lì xì cho các em hạt giống để chúng ta cùng nhau gieo lộc nha. Yeah. Xuân xuân ơi xuân đã về, con ước vui nào vui nghe xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về trong tình mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm nhạc bao con chúc yên lành, đất nước ngắm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, con nước mình đã vừa nghe xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tin chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mừng người và bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mừng nhau gặp nhiều an vui. Bao con chúc yên lành, đất nước ngắm hoa yên ấm an.